bells in spring. Rainbow trout and hummingbird ring. Golden, I'll follow on the golden. Golden, golden things. Gold hair. Xin chào, dạo này các bạn vẫn khỏe chứ ạ? Chắc cũng khoảng 3-4 năm rồi, cho đến giờ thì mình mới bắt đầu có những ngày không phải lo tới công việc, không bận rộn gia đình hay lêu bu chuyện nhà cửa. Một ngày đúng nghĩa để bản thân được nghỉ ngơi, được lười biếng một chút mà không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Trời Hà Nội đã vào thu, thời tiết có vẻ hơi se se lạnh. Trước tới giờ thì mình hay có thói quen là lấy xe đi lượn lờ phố xá, hay lân la một vài quán cà phê mỗi khi trời trở gió. Và mình chưa nhận ra là đã khá lâu rồi mình chưa quay lại con phố nhỏ ở ngay gần Hồ Gươm. Chắc hẳn đối với những người yêu sách ở Hà Nội thì không còn xa lạ với phố sách Đinh Lễ nữa đúng không ạ? Ở đây có khá nhiều hiệu sách có lịch sử lâu đời. Hiện nay đã có một vài cửa hiệu đã được làm mới lại, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vài tiệm giữ lại được những nét cổ xưa. Nằm trên tầng 2 của một khu tập thể cũ, mỗi lần đến với nhà sách này, mình luôn cảm thấy quên đi khái niệm về thời gian. Ở nơi đây như một góc nhỏ bình yên, giúp mình tách biệt khỏi thế giới ồn ào và đông đúc bên ngoài. Vậy với những ai chưa biết hay lần đầu tiên nghe đến địa điểm này, thì nếu các bạn cần một nơi tĩnh lặng hay đơn giản chỉ là thư giãn, mình cá rằng nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tin mình đi. Và nếu có cơ hội, hãy ghé qua đây một lần nhé. Vừa nãy trời vẫn đang còn nắng, vậy mà trên đường về lại đổ cơn mưa. Cũng may là mình về kịp đến nhà mà không bị ướt. Lần đầu tiên bố con xíu đi chơi xa mà không có mình, nhưng vẫn rất chăm chỉ báo cáo tình hình để mình ở nhà cảm thấy yên tâm. Vậy giờ là lúc để mình tận hưởng khoảng trời riêng này. Không công việc, không phải lo nấu cơm rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Cũng phải có lúc tự thưởng cho bản thân mình một vài ngày lười biếng đúng không mọi người? Còn các bạn thì sao? Có khi nào các bạn đã dành cho bản thân mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa hay chưa? Nếu có thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa để dành thời gian cho các bạn thưởng thức chiếc video này. Hy vọng nó sẽ truyền được thật nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người. Và chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Thank you.
I am the worrying kind, wasting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still Cause we
thought.